Còn một buổi chiều hôm nay với là chiều mai nữa, cho nên thầy sẽ cố gắng là nói cho nó hết được hết được những gì cần nói. Còn sau đó thì ở đây cũng có một số Phật tử đã từng vào trong trang web để nghe thầy nói rồi, thì có thể là những cái buổi nói chuyện của mình ở đây đó cũng sẽ tuần tự được đưa lên trang web, cho nên có thể vào trang web để nghe lại. Và thực ra đó là những cái điều mà thầy trình bày ở đây ấy, thì thầy cũng đã trình bày ở trong cái trang web, tức là trình bày trong các cái pháp thoại mà có đăng trong trang web hết rồi. Thì cái chính yếu đó, tức là mình thông suốt được cái nguyên lý. Khi thông suốt được cái nguyên lý rồi thì mình có thể là tự mình vận dụng, tự mình sống trong cái đời sống bình thường hàng ngày thôi. Thật ra không cần thêm bớt gì cả, chỉ cần cái đời sống bình thường hàng ngày của mình thôi. Giả sử như họ là một người không tin tôn giáo nào cả, hoặc là họ là những người tôn giáo khác, thì nếu mà họ thấy ra cái nguyên lý đó, sống đúng cái nguyên lý đó thì vẫn được. Bởi vì bản thân Đức Phật thì ngài không học ai cả, ngài từ giác ngộ, chứ không phải ngài không có học ai hết. Cho nên mình nói là cái bài kinh Mô Tát Sa Phật Ga Va Tô đó mà dịch ra tiếng Việt Nam thì nói là con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài từ ngộ không thầy chỉ dạy. Tức là thật ra cái sự giác ngộ của mình đó là do tự mình chiêm nghiệm thôi, nhưng mà tại mình không biết cái cách chiêm nghiệm học hỏi, không biết cái cách mà nhìn ra được cái chân lý ở nơi mình. Đức Phật ngài cũng nói ngài không phải là cái người một cái bậc cái đấng giáo trụ gì cả, ngài chỉ là cái người biết đường, là ngài chỉ đường thôi. Ví dụ bây giờ mình lạc đường mà mình nói giờ muốn đến đó thì làm sao, thì có người ta biết đường, ta chỉ đường thôi. Còn bản thân mình phải tự đi, tức là chỉ cho thấy ra cái nguyên lý, còn bản thân mình là mình tự đi. Và như ngày hôm qua đó thì thầy nói là thực ra mỗi người đó, mỗi người chính là bài học giác ngộ của chính mình. Và cái cuộc đời đó là cái tấm gương. Cuộc đời là một cái tấm gương vàng hoa, cái kính vàng hoa mà mình có thể nhìn tất cả mọi cái tình huống trong cuộc đời mà nó xảy ra đó, chính là những cái kính để mình soi lại chính mình. Cho nên cuộc đời này cho không cần phải ở đâu hết á, chính cuộc đời này mới là có giá trị cao nhất trong cái bài học giác ngộ. Nếu mà mình có thể mình thông suốt được cái tình huống của mình có thể thông suốt được bản thân mình, và mình có thể thấy được bản chất của cuộc sống, trong đó có những người khác, thì mình sẽ sống là ung dung tự tại. Không có cuộc đời này đó, tức là không có những cái tấm gương, những cái sự kiện mà đến với mình trong cuộc sống đó, mà đến với mình đó thì không phải là tự nhiên muốn đến, mà thực ra đó là duyên nghiệp. Cái duyên nghiệp đưa đẩy đến như vậy để mọi người học ra bài học như vậy. Mình đau khổ về một chuyện này, mình lại thấy người kia không đau khổ về chuyện đó, thì mình nói họ hạnh phúc. Thực ra họ đau khổ chuyện khác, tại vì họ học trong cái bài học của họ, họ có bài học riêng của họ, họ đau khổ có cái đau khổ riêng của họ. Còn mình á thì mình có bài học này, mình có đau khổ riêng của mình. Ví dụ giờ mình nghèo mình cho là đau khổ, thì mình cứ nghĩ rằng là người giàu là hạnh phúc. Thực ra người giàu họ có cái đau khổ của họ. Người sống độc thân có cái đau khổ của độc thân, người lấy vợ thì có cái đau khổ của cái lấy vợ, nó là vậy thôi.
tất cả mọi người đó đều phải có gặp những cái đau khổ trong chính cuộc đời của mình. Còn tất cả những cái bên ngoài đó là những cái kính vàng hoa thôi, chứ đừng có đổ cho nó. Đừng có đổ cho là tại cái kính này mà tôi thấy mặt tôi xấu. Không phải do cái kính đó mà mặt mình xấu, mà tại mặt mình xấu. Như vậy á thì tất cả những cái tình huống mà mình bắt gặp trong đời sống đó, đều là những bài học giác ngộ hết. Bất kỳ làm cái gì cũng thiền hết trơn. Có câu chuyện như thế này là có một cái người ăn trộm mới đến gặp một vị thiền sư, nói bây giờ làm sao mà con có thể là giác ngộ được. Thì vị thiền sư nói là bây giờ con làm cái gì đó thì con là chứng nhân của chính mình, chỉ cần làm chứng cho chính mình đó là được rồi. Mình chỉ cần làm chứng nhân cho chính mình, tức là mình cứ làm chứng nghĩa là sao? Nghĩa là cái người đó chứng kiến thật sự mọi hành động của mình. Người đó chỉ cần là chứng kiến thôi, không cần can thiệp vào, chỉ cần chứng kiến thôi là đủ rồi. Thì cái người đó mới người đó viện người lại, người đó đi ăn trộm, trên người đó tiếp tục đi ăn trộm. Thì khi đi ăn trộm á thì bắt đầu chứng kiến cái việc mình làm, ví dụ như là tìm cách mở khóa hoặc là khoét lỗ gì đó, thì tự nhiên mình thấy tất cả mọi cái hoạt động của mình. Thì đến cái lúc ông làm một cái, tự nhiên ông khựng lại. Tại vì như thế này, hôm trước thầy có nói đó, khi mình hành động á là thường mình bị một lực thúc đẩy và bị kéo đi, phải không? Cho nên mình cứ làm, thực ra là mình là một con rối, mình là một con rối cho tư tưởng của chính mình, phải không? Mình là con rối cho tư tưởng của chính mình, tức là chính tư tưởng của mình để mình đi làm công việc gì đó, rồi cái mục đích mà mình đề ra đó nó lôi mình tới đó, thế là mình cứ bị đẩy và kéo đi. Thì giống y như con rối là chỉ có đẩy và kéo thôi. Tức là người ta ngồi trong, người ta làm như vậy, thì bên ngoài đó là cũng đưa tay đưa chị gì đó đại khái vậy. Thực ra con người mình lại là một con rối. Mà kỳ lạ là thế này, chính bản thân mình á là đã đầy đủ chân lý, nhưng mà lại là bị trở thành con rối của tư tưởng. Và khi tư tưởng đẩy đi để đạt tới một mục đích mà mục đích nó chưa tới, chưa có, thì là luôn luôn là ở trong ảo tưởng. Vì vậy cho nên không thực sự thấy ra chính mình. Không thực sự thấy ra chính mình mà mình bị đẩy đi. Thế thì bây giờ nếu một người mà thực sự là làm chứng nhân cho tất cả mọi cái hành động của mình á, thực sự là làm chứng nhân, tức là trở về không bị ai đẩy mà cũng không bị ai lôi kéo gì cả, mà thực sự là làm chứng nhân cho chính mình, tức là mình làm gì đó thì mình thấy rõ mình đang làm việc đó, thì dần dần á là ông khừng lại, ông không thể làm được nữa, bởi vì nó không có cái động lực để đẩy ông đi làm nữa, và cũng không có cái gì kéo ông đi nữa. Thì ông thấy rằng ngay khi mình thấy ra chính cái hành động của mình á thì lúc đó đã tự do rồi. Bởi vì ông đau khổ, bởi vì ông đi ăn trộm, nhưng mà ông rất đau khổ, đầy sợ hãi, đầy lo lắng, và có đôi lúc cũng có ân hận, có đôi lúc cũng có bị lương tâm cắn rứt đủ thứ, cho nên là một cuộc sống hoàn toàn bất an. Thì ông thiền sư ông không nói gì cả, ông nói là cứ làm chứng nhân cho chính mình thôi. Thì anh ta đi làm, đi ăn trộm đó, thì khi đưa tay ra lấy cái gì đó chẳng hạn, thì tự nhiên nó khừng lại, bởi vì lúc đó chỉ còn tròn vẹn cái việc làm đó thôi, chứ không có cái động lực để làm gì hay là để đi tới đâu. Thì lúc đó, chính cái lúc tròn vẹn đó đó, thì anh thoát ra khỏi được tất cả những lo âu sợ hãi buồn phiền gì, anh thoát ra khỏi hết. Thì anh mới về, anh mới cảm ơn vị thiền sư, và anh ta nói rằng là con đã từng hỏi rất nhiều nhà hiền triết
các vị lãnh đạo tinh thần. Thì con đã từng hỏi thì ai cũng nói là bây giờ con muốn giải thoát đó thì con phải bỏ ăn trộm. Người nào cũng nói vậy chứ. Con phải bỏ ăn trộm thì khi đó con mới giải thoát được. Nhưng cái vị thiền sư này lại không nói gì cả. Con làm gì thì cứ làm. Con chỉ cần làm chứng nhân cho chính mình thôi. Mình đó thì suốt ngày là tự khen mình hoặc là tự lên án mình. Làm được một việc gì tốt đó, thì tự cho mình là đúng rồi. Làm một việc gì xấu đó, thì cứ ngồi mà chê bai mình. Chứ không bao giờ là làm chứng nhân cho chính mình cả. Thì tối thứ sáu là thầy đã có giới thiệu một cái điều đơn giản để mình có thể là trở về làm chứng nhân cho chính mình đó. Là trong mọi sinh hoạt chỉ cần thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên, chẳng cần phải cố gắng gì nhiều, tức là đủ thần trọng chú tâm quan sát để làm một việc đó thôi. Cắm hoa thì thần trọng chú tâm quan sát để cắm hoa một cách bình thường thôi, thoải mái, càng tự nhiên thoải mái càng tốt. Uống nước, nấu ăn, làm tất cả mọi chuyện đều trong một cái thư thái thoải mái tự nhiên, nhưng mà luôn là thần trọng chú tâm quan sát để mình tròn vẹn với chính cái việc làm đó. Khi mà nói là chứng nhân trước chính mình đó, thì thực ra đó không phải thần trọng chú tâm quan sát là mình quan sát lại mình, cũng phải là quan sát lại mình, mà mình trở về với chính mình để thấy ra hành động của chính mình. Hai cái đó khác nhau nghe. Hai cái đó khác nhau, phải lưu ý cái đó, chẳng thôi nhiều khi nó trật chút xíu đó là nó trật liền á. Tức là không phải là mình ngồi mình quan sát lại mình, bởi vì quan sát lại mình á thì thế nào cũng sinh ra là phê phán. Mình đúng, mình sai, mình xấu, mình tốt, đủ thứ hết trơn, đây không phải, không cần phê phán. Chỉ thấy thôi. Chỉ thấy và cũng không giữ nó lại mà cũng không xua đuổi nó đi. Chỉ thấy nó đang như thế nào thôi. Mà cái thấy đó thì là thấy từ bên trong, chứ không phải là có một người bên ngoài nhìn thấy đó. Cho nên là khi một cái người mà cái thấy mà tròn vẹn thì trong thiền và Vipassana nói là cái người đó bắt đầu là đầu tiên là cái người đó thấy ra được danh sắc. Danh sắc là sao? Danh sắc tức là ví dụ như cái đưa tay là sắc. Và trong đó nó tự nhiên có một cái biết đưa tay. Hay là khi đưa tay mà cầm cái này thì cảm nhận được cái này liền. Như vậy á thì cái sắc và cái tâm á, cái thân và cái tâm á, nó luôn luôn kết hợp với nhau và chỉ nó tự làm thôi. Chứ không ai xem vô đó cả. Trừ phi mình có một bản ngã. Trừ phi mình có một cái dừng lên một cái bản ngã ảo tượng rồi mới là đứng mà điều khiển. Tức là mình trở thành một cái người điều khiển con rối. Mình xem cái thân tâm này là con rối để mình điều khiển nó. Mà thực ra đó, nếu mình không điều khiển đó, thì thân tâm nó tự thấy ra được mọi chuyện một cách tốt đẹp nhất. Vì vậy cho nên là mình chỉ cần trở về thực tại. Thực tại là gì? Thực tại tức là cái thân, tâm và cảnh hiện đây, ở đây. Đây chính là thực tại. Cái thực tại đó nó không giới hạn là ở đâu cả. Thí dụ như bây giờ mình đang ngồi đây, có một chiếc máy bay đi ngang qua, ở đến xa mình vẫn thấy, hoặc là mình ngồi đây mình vẫn thấy các cái đám mây. Thì tất cả cái gì mà nó nằm trong cái phạm vi của mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc và tâm biết thì đó là thực tại. Thì nó có hai cái, một là tri kiến và hai là kiến thức, hai cái đó khác nhau. Vừa rồi thầy có trả lời một câu hỏi là người ta hỏi tri kiến lập tri tức vô minh bộ có nghĩa là gì, thì thầy trả lời như thế này: tri kiến tức là trải nghiệm thực của mắt tai mũi lưỡi thân ý qua trực giác, tức là bây giờ mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi nếm, thân xúc và tâm biết trực tiếp, thì cái đó là tri kiến. Tri kiến là hoàn toàn trung thực. Hay nói một cách khác là khi chỉ có tri kiến thôi á,
khi chỉ có tri kiến thôi, tri kiến nó không bị ô nhiễm gì cả, tri kiến thanh tịnh thì không hề có đau khổ. Nhưng mà đau khổ là nó phát xuất ra sau này này, tức là mình tạo thành khái niệm, rồi cái khái niệm đó đó hình thành tư tưởng. Tư tưởng là gì? Tư tưởng tức là ghép nối những khái niệm lại với nhau. Đó. Ví dụ như mình nói là cái hoa màu vàng đẹp hơn cái hoa màu xanh, tức là tư tưởng. Thực ra nó là nó, cái nào vẫn có cái giá trị riêng của nó. Nhưng mà mình á, tư tưởng á, thì mình nói là hoa màu vàng đẹp hơn hoa màu xanh. Thì á, hoa này, hoa là một khái niệm này, màu vàng là khái niệm này, màu xanh là khái niệm này, đẹp là khái niệm này. Tức là mình chỉ ghép những khái niệm lại, chứ còn mình không thấy trực tiếp nó như nó là. Ghép những cái khái niệm đó lại, khái niệm vàng, khái niệm xanh, khái niệm đẹp, khái niệm xấu, khái niệm thích, không thích. Từ những khái niệm đó, mình suy nghĩ trên khái niệm đó. Cho nên khi mà đã hình thành khái niệm đó, thì đó là vô minh bộ. Bởi vì từ cái chỗ đó, đó mà sinh ra là ngũ uẩn, sinh ra thập nhị nhân duyên. Nếu ai học Phật pháp mà biết ngũ uẩn thập nhị nhân duyên, ngũ uẩn là đơn giản thế này thôi: sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức là sao? Ví dụ như thế này: mắt chưa có nhìn thấy này, tức là mắt, và cái hoa là sắc. Thì trong cái mắt và cái hoa đó có sự tiếp xúc, có sự tiếp xúc với nhau thì sinh ra thọ, tức là từ sắc qua thọ. Thọ tức là sao? Tức là mình nhìn cái hoa mình thấy cung mắt, mình thấy dễ chịu hoặc là mình thấy khó chịu, tức là thọ. Dễ chịu tức là khi mình cho là đẹp á, khó chịu là khi mình cho là xấu, hoặc là cái hình sắc đó nó chói chang đối với con mắt mình, nó làm cho mình khó chịu, hoặc là cái sự dịu dàng của nó làm cho con mắt mình dễ chịu chẳng hạn vậy. Thì cái khó chịu dễ chịu đó chính là cái cảm thọ khổ và lạc, tức là cái cảm giác. Và cũng có khi là mình nhìn mình thấy bình thường, tức là cũng khổ cũng lạc gì cả. Cho nên á, là khi mắt mình tiếp xúc với sắc á, thì có cái cảm thọ khổ hoặc là lạc, hoặc là không khổ không lạc. Cái khâu thứ ba là tưởng. Tưởng tức là bắt đầu mình mới là đánh giá, cho rằng là cái hoa này to hơn cái hoa kia, hoa này màu này, hoa kia màu kia. Thì cái đó là khi mà mình tạo thành cái khái niệm về cái những cái hoa này đó, thì lúc đó là tưởng. Và khi mình tưởng rồi á, từ những cái tưởng đó đó, cái tưởng đó, nó mới sinh ra tư, cho nên mình gọi là tư tưởng. Từ cái tưởng với những khái niệm thì nó cộng thêm tư, thành ra là tư tưởng. Thì tư tưởng đó, lúc đó mình mới nói là cái hoa này đẹp, cái hoa này xấu. Đó. Tức là mình cái lúc mà mình cho là cái hoa này đẹp, hoa này xấu, và tôi thích cái hoa này, tôi không thích cái hoa kia, thì đó là hành. Tức là sắc, thọ, tưởng, hành. Đó. Và nếu như mình không thích, tức là lúc đó là thức là sân. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì thức đó là tâm sân. Còn nếu như mình thích thì lúc đó là thức là tâm tham. Ví dụ như vậy. Hoặc là mình nhìn thấy mình cũng chẳng, cũng lơ là mình chẳng quan tâm. Thì không quan tâm đó nó có hai cái không quan tâm. Một cái không quan tâm là bởi vì tâm mình rất trong sáng, không hề bị ảnh hưởng tới cái này, thì cái đó là khác, cái đó là trí tuệ. Còn một cái không quan tâm nghĩa là cái tâm mình đó, lúc đó nó bị dính mắc vào cái gì đó. Ví dụ mình đang buồn chuyện gì đó, mình đang gì đó, lúc đó cho nên không quan tâm. Thì không, cái quan tâm đó là tâm si. Thì như vậy á, trong cái hành á, là khi cái hành á, là mang tính tham, tính sân, tính si gì đó, thì cái thức á, chính là tham sân si. Và cái thức tham sân si đó, đó nó mới là tạo thành cái tập khí để đưa vào trong vô thức, đưa vào trong tiềm thức, đưa vào pha văn ga theo cái Abhidhamma, hay là đưa vào cái a la gia thức. Thì tất cả những cái này đó, bây giờ không nhìn cái này nữa, mình nhắm mắt vẫn có thể tưởng ra được cái hoa màu vàng, hoa màu tím.
Thì tức là cái đó là cái hình ảnh này được sao lưu vào ở trong tâm mình rồi, cái hình bên bên ngoài đó. Thì khi mình tiếp xúc với tất cả cái xung quanh đó, thì nếu mình chỉ thấy rồi thôi, thì lúc nào mình cũng sẽ thấy rất là mới mẻ, phải vậy không? Nếu mình chỉ thấy rồi rồi thôi thì lúc nào cũng mới mẻ. Kể cả một cái người mà trước đây mình rất là giận, nhưng mà giận lúc đó rồi thôi, thì sau này mình nhìn lại vẫn mới mẻ. Còn thường thường mình lại không phải vậy. Tại sao gọi là ngủ uống? Uống tức là năm cái điều này này, nó sẽ là đó, khi khi sắc thọ tưởng hành thức nó đã hình thành một cái quá trình kinh nghiệm này rồi. Bây giờ cái kinh nghiệm đó nó trở thành cái tập khí và nó đưa vào ở trong 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 vô thức của mình. Bây giờ đó, khi mình nhìn người đó lại đó, thì không phải là nhìn người đó nữa. Thực ra là mình nhìn bằng cái hình ảnh mà mình đã ghi lại trong vô thức của quá khứ. Cho nên mình không nhìn cái gì mới cả. Mình chỉ nhìn tất cả mọi sự là đều chỉ nhìn qua cái cũ mà mình đã có thôi. Như vậy mình không bao giờ khám phá thêm được cái chuyện gì mới. Giả sử giờ mình thích cái hoa này còn ghét cái hoa này, thì bây giờ mình chỉ cần hệ mỗi lần mình nhìn vô cái là thích là ghét thôi. Cái cảm giác cái phản ứng mà thích cái ghét đó, đó nó bây giờ nó cứ trồi lên là nó cứ che đi. Thực ra mình chưa hề là thực sự là mình cảm nhận được cái hoa này hay là cái hoa này một cách hoàn toàn trung thực. Cho nên ấy, mình nói là tri kiến lập tri tức vô minh bộ, tức là nếu mình nhìn mắt thấy tai nghe mà như thực, hoàn toàn như thực, không bị dính mắc gì, ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm tức là thấy thấy nghe gì tất cả mọi cái thì mình không bị dính mắc vào đó. Còn hệ mình dính mắc á, là khác liền. Thí dụ như bây giờ mình gặp một cái chuyện mình bị dính mắc vào chuyện đó, thì khi mình qua nhìn cái hoa đó, lúc đó mình cũng không thể nào nhìn cái hoa một cách trung thực được, mà lúc đó đó cái chuyện đó nó vẫn cứ lạng vạng trong đầu, làm cho mình không còn thấy cái chuyện gì thực sự là mới mẻ cả. Kể cả cái chuyện nó không phải là mình giận cái hoa này, mình giận một người khác, nhưng bây giờ mình nhìn cái hoa là cũng bị cái cơn giận đó nó choáng hết rồi. Cho nên không thể nào mình thấy được cái hoa một cách đẹp đẽ mới mẻ như nó là. Vì vậy cho nên ấy, chỉ có trở về lại với chính mình ngay nơi tại đây và bây giờ. Mình đang sống và chính cái đời sống này, chính tất cả mọi chuyện xảy ra này là chân lý. Nếu như mình thấy đúng thì đó là chân lý. Còn nếu mình thấy sai theo quan niệm của mình thì mình chịu trách nhiệm về chính cái sai đó. Tức là mình nhận lệnh hậu quả về cái sai đó chứ không ai cả. Chính mình sai, chính mình giận, chính mình buồn thì là mình khổ. Còn cái cảnh thì nó vẫn vậy. Bây giờ mình buồn nó, mình ghét nó, mình nói gì thì nói là nó vẫn vậy thôi. Nó không ảnh hưởng, mà chỉ có mình là khổ thôi. Đó. Thường thường thực ra đó là mình chỉ làm một việc thôi. Vừa rồi có một người hỏi thầy trong trang web, nói là hồi xưa đó con ít công việc đó, thì con thấy con có thể ngồi thiền, và mỗi lần ngồi thiền con thấy là tâm nó rất là yên tĩnh. Bây giờ con công việc nhiều quá cho nên ta không có yên tĩnh nữa, thầy chỉ cho con cách nào mà rèn luyện để cho được yên tĩnh. Thầy nói không có rèn luyện gì cả, tại vì á hồi xưa yên tĩnh nó chẳng có giá trị gì cả, bởi vì hồi xưa yên tĩnh là chẳng qua là bởi vì cái điều kiện thuận lợi thôi. Như vậy là cái yên tĩnh đó là yên tĩnh tự do điều kiện đem tới cho mình, cho đó không phải là một sự yên tĩnh thật sự. Còn cái yên tĩnh thật sự đó chính là cái tâm mình yên tĩnh, mà tâm mình yên tĩnh như thầy nói đó, tức là không bị quá khứ chi phối, không bị tương lai chi phối, không bị cái gì bên ngoài chi phối mà mình phải hướng ra bên ngoài để tìm kiếm, mà mình không biết quay lại để mà thấy ra chính mình, thì cái đó là nó chi phối, cho nên đó, mình mới không trọn vẹn được. Mà trọn vẹn tức là yên tĩnh.
Trọn vẹn chính là yên tĩnh, chứ không phải là mình cố gắng giữ cái tâm mình lại cho yên tĩnh, hoặc là cái tâm yên tĩnh do cái điều kiện bên ngoài yên tĩnh mà làm cho mình yên tĩnh, thì cái yên tĩnh đó không không phải. Mình đang ở chỗ ồn ào hay là mình đang làm bất kỳ công việc gì, thì thực tế là mình cũng chỉ cái sự trải nghiệm của mình ấy, cũng chỉ trải nghiệm tại đây và bây giờ thôi, đúng không? Ví dụ như mình đang cầm cái vô lăng xe để mình lái xe, ghế này chân này mình đạp ga rồi gì đó chẳng hạn, vậy đạp thắng gì đó, thì cái tất cả những cái động thái mà nó chỉ xảy ra trong hiện tại thôi, tức là mình chỉ có trọn vẹn với cái việc cái động thái xảy ra trong hiện tại thôi. Chứ bây giờ mình nếu mà chỉ nghĩ đến một cái gì đó trong quá khứ, hay nghĩ đến chuyện gì trong tương lai, hoặc bị một cái gì bên ngoài mà chi phối đó, thì mình sẽ mất cái sự trọn vẹn của cái việc lái xe đi. Và hiện mình mất cái trọn vẹn của việc lái xe đó, thì cái hiệu năng của cái việc lái xe đó nó sẽ không không được tốt đẹp, nó có thể gây tai nạn hoặc là có thể gây buồn phiền với lo lắng. Trên thực tế mình nói là lái xe dài, lái xe nhiều với là làm gì nhiều, trên thực tế cũng chỉ chừng đó đó việc thôi. Tất cả cái việc làm của mình cũng chỉ tại đây và bây giờ mà thôi, người ta không thấy ra cái nguyên lý đó. Ví dụ như thế này, bây giờ mình có 10 việc mà người ta giao cho mình làm, giả sử như vậy, thì khi mình làm đó, cũng chỉ làm một việc chứ không có cách nào làm 10 việc một lần được cả, phải không? Mà cho dù mình có làm 10 việc một lần đó, thì khi mình làm việc nào đó thì cũng chỉ làm việc đó trong cái thời gian tại đây và bây giờ đó thôi, không thể lùi lại quá khứ hay tương lai hay là vừa làm cái này mà vừa nghĩ cái kia, hay mà vừa làm cái này mà vừa nghĩ cái kia là làm bị phân tán, bị mất tập trung. Vì vậy cho nên mình không trọn vẹn, và mình việc kia mình cũng không xong mà việc này cũng không xong. Còn bây giờ nếu 10 việc thì bây giờ tùy theo khả năng của mình thôi, mình cứ làm hết mình trọn vẹn với cái việc này. Làm trọn vẹn hết mình là xong. Rồi khi xong việc này á, mình sẽ làm cái việc kia. Và nếu như mình cứ trọn vẹn với từng việc á, thì mình sẽ giải quyết cả 10 việc một cách dễ dàng. Việc nào thì cứ làm việc đó, chứ đâu mình đâu có làm 2-3 việc lần đâu mà mình sợ. 2-3 việc nhưng mà thực ra việc nào mình vẫn làm việc đó. Vì vậy cho nên á, là đơn giản là mình chỉ cần là mình đang làm cái gì thì mình cứ trở về trọn vẹn trong sáng với nó bằng cách là mình thận trọng chú tâm quan sát. Thì ở đây thầy có nói tới hai điều rồi, có hai điều rồi, tức là một là thận trọng chú tâm quan sát, hai là trở về trọn vẹn trong sáng với mình. Thì ở đây bây giờ thầy nói thêm hai cái này một chút xíu nữa để thầy nói qua cái thứ ba, và ngày mai thầy sẽ nói cái thứ tư. Thứ nhất là khi mình hữu sự, tức là khi mình có một cái công việc gì đó để mình làm, giả sử như phải lái xe, phải nấu ăn, phải giặt đồ, phải sắp xếp sách vở lại, phải lau bàn ghế, phải hay là đơn giản là đi lấy nước uống, đơn giản là vậy thôi. Tức là khi có cái nhân duyên phải làm một việc gì thì thần trọng chú tâm quan sát ở trong đó là được. Đó là cái bước thứ nhất. Khi cái bước thứ nhất này mà nó việc gì mình cũng thần trọng chú tâm quan sát đó, thì cái đồ mà trở về trọn vẹn với chính mình càng càng cao hơn. Lúc đó cái thần trọng chú tâm quan sát nó sẽ trở thành tự nhiên, làm việc gì cũng thần trọng, ví dụ như đi lên cầu thang hay là đóng cửa hay mở cửa hay là tắt đèn hay làm bất kỳ cái gì đó, thì tự nhiên mình cũng thần trọng chú tâm quan sát hết đó. Thì cái đồ mà trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại với chính mình đó, là nó sẽ trở nên rất là cao. Nhưng mà thường là ai cũng nói với thầy là cái này nó khó, bởi vì ví dụ trong một ngày đôi lúc là lâu lâu mới nhớ mới là trở về trọn vẹn, còn không nó vẫn cứ bị sao lãng. Thì đúng, cái điều đó là đúng.
Thì bây giờ thế này, tất nhiên là mình phải chấp nhận một cái điều là mình có khi thần trọng chú tâm quan sát, có khi bị không thần trọng chú tâm quan sát được, là mà nguyên nhân vẫn là bởi vì do quá khứ tương lai hay là cái bên ngoài chi phối, phải không? Chỉ có chừng đó thôi. Thế khi mà mình bị cái quá khứ tương lai ở bên ngoài chi phối đó, thì mình thấy ra được rằng là những cái đó không phải là cái thực. Ví dụ như mình đang lái xe thì cái thực là lái xe, chứ không phải là quá khứ tương lai hay là một cái chuyện gì đó bên ngoài mà mình nhớ tới hay là mình chú tâm. Ví dụ mình đang lái xe thì chiếc máy bay bay ngang qua, mình vẫn biết có chiếc máy bay ngang qua, nhưng mà đừng có quan tâm đến cái chiếc máy bay bay ngang qua quá để đến nỗi mình có thể lạc tay lái. Nhưng mà khi một cái người mà đã thần đồng chú tâm quan sát trở thành là nhuần nhuyễn, thì mình vẫn có thể, ví dụ như bây giờ các vị thử thử đi, vẫn nghe thầy nói mà vẫn biết mình đang ngồi. Như trước đây đó, thầy nói là bây giờ cứ hoàn toàn là chỉ bị thu hút vào cái mà thầy nói thôi mà không biết mình. Thường thường là như vậy, tức là mình vẫn quên mình. Nhưng bây giờ mình vẫn tròn vẹn nghe mà mình vẫn biết mình. Cái này á, là thầy có một cái lần mà thầy trải nghiệm một cái trường là thế này. Thầy đi dự một cái buổi tổng kết cuối năm của Viện Y học Dân tộc, thì ông bác sĩ Trương Thiện ông mời thầy đến để tham dự. Thì trong cái buổi tham dự đó là thì có báo cáo những cái thành quả này kia, và thỉnh thoảng là có một cái tiết mục âm nhạc để xen kẽ để cho nó khỏi mệt mỏi. Thì là có một cái anh thổi sáo, ra thổi sáo, biểu diễn thổi sáo. Mà thầy từ hồi nhỏ là thầy là thích thổi sáo. Thì khi thấy anh này anh biểu diễn quá hay thì mình bị thu hút vào. Cái bị thu hút vào đó làm cho mình là quên mất mình luôn. Mà cái đó trong đời sống là mình rất dễ bị cái đó, phải không? Mình dễ bị quên mình đi. Sau đó thì thầy thực tiễn lại, thì lúc đó mình vẫn biết mình và tiếng nhạc vẫn tiếp tục, tức là cái anh thổi sáo đó anh vẫn tiếp tục, nhưng bây giờ lại khác, bây giờ là mình vẫn nghe mà mình vẫn biết mình đang ngồi đây, chẳng quên mình nữa. Cho nên nếu như mình đó mà cái đồ mà thần đồng chú tâm quan sát trong mọi việc mà nhuần nhuyễn rồi đó, thì mình có thể làm những cái việc bên ngoài nữa, mình có thể là vẫn thấy vẫn nghe bên ngoài mà vẫn không đánh mất mình, tức là cái đồ tròn vẹn nó càng lớn ra, không phải là tròn vẹn chỉ ở nơi mình thôi, mà cái đồ tròn vẹn nó có thể là bao trùm cả những cái việc bên ngoài nữa. Cái đồ tròn vẹn nó có thể bao trùm cả bên ngoài. Nhưng mình nhớ rằng là mình đừng để cho một cái gì ở bên ngoài, hay là quá khứ hay tương lai đó, mà nó thu hút mình một cách hoàn toàn đến nỗi mình quên mình đi. Thì nếu mà mình thần trọng chú tâm quan sát trong mọi hoạt động sinh hoạt của mình hàng ngày, lúc đầu ít thôi, mình đừng vội vàng lắm, đừng có cố gắng quá, cứ để tự nhiên thôi. Rồi á, cái lúc đầu á, nó vẫn cái thần trọng chú tâm quan sát nó vẫn chưa tự nhiên, nhưng mà dần dần nó tự nhiên lại, nó càng tự nhiên nó càng tốt. Thì á, dần dần cái đồ mà tròn vẹn với thực tại á, nó càng cao hơn, càng nhiều hơn. Nhiều hơn không phải là mình phát triển nó ra nhiều hơn, mà tại vì á, là nó không còn bị giới hạn bởi những cái trói buộc, không bị quá khứ ngăn trở, không bị tương lai ngăn trở, hay là không bị những cái bên ngoài ngăn trở. Chẳng phải là mình phát triển nó ra càng ngày càng to ra, nó không phải vậy. Bởi vì bản thân nó đó, nó là đã hoàn hảo từ đầu rồi. Thực ra cái tính chất mà thần trọng chú tâm quan sát đó nó đã hoàn hảo từ đầu rồi. Nhưng mà tại vì mình bị chi phối mà nó không thực hiện được hết cái chức năng của nó thôi.
Cho nên á, bây giờ khi mình thận trọng chú tâm quan sát thì một mặt á là cái sự trở về trọn vẹn, một mặt á là nó rơi dần những cái quá khứ, tương lai và những cái bên ngoài, thì cái độ mà trở về trọn vẹn nó sẽ là nâng cao lên, đại khái là như vậy. Thì lúc đó chỉ còn một động thái thôi, đó là khi nào mà cái tâm của mình bị quá khứ, tương lai hay bên ngoài mà nó lôi cuốn á, thì chỉ cần trở về tròn vẹn trong sáng lại với thực tại. Cái trở về tròn vẹn trong sáng thực tại đó, lúc đầu á thì thần trọng chú tâm quan sát, nhưng bây giờ chỉ cần là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại là được rồi. Bởi vì khi trở về á thì tự động nó sẽ thần trọng chú tâm quan sát. Có hiểu ý thầy nói không? Lúc đó mình không cần phải nói là tôi thần trọng chú tâm quan sát được nữa. Một thời gian sau thì tự nhiên là mình hết thấy cái tâm mà nó bị quá khứ, bị tương lai, bị bên ngoài mà chi phối, thì mình liền trở về với tròn vẹn và trong sáng và thực tại. Thì chính cái trở về tròn vẹn trong sáng đó mới đích thực là cái ý nghĩa của tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn tức là trở về với thực tại, tức là trở về với cái thực. Còn khi mình chạy theo cái ảo á, thì cái đó là buông lung, phóng dật. Còn khi mình trở về với cái thực á, thì đó là tinh tấn. Và khi mình tròn vẹn với cái thực á, tức là chánh niệm. Còn mình bị cái niệm của mình nó bị vướng ở bên ngoài đó, thì lúc đó là thất niệm. Và khi mà cái niệm của mình nó vướng ở bên ngoài á, thì mình không còn biết cái thực tại nữa, cho nên không là không tỉnh giác. Cho nên tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thực ra nó chỉ có nghĩa đơn giản thôi, tức là nó không làm gì cả, nó chỉ có trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại là đủ. Thì mình thấy á, ở cái thần đồng chú tâm quan sát á, nó chỉ tập trung ở nơi cái chỗ mà trong cái việc mà mình đang là thôi. Nhưng mà dần dần á, khi mà mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại thì có cái tầm vóc của nó đó, nó sẽ rộng ra. Tầm vóc nó sẽ tầm vóc nó sẽ rộng ra. Tức là mở rộng cái tâm ra. Mở rộng là bởi vì sao? Bởi vì những cái quá khứ, cái tương lai và cái bên ngoài nó không còn ngăn trở nữa, thì cái tầm nhìn của nó đó, nó sẽ mở rộng ra. Nghĩa là cái tâm của mình á, cái tâm mà vốn là trong sáng đó nó càng mở rộng ra. Cho nên á, nó có thể là thấy cả bên trong, thấy cả bên ngoài mà vẫn tròn vẹn, tức là cái tròn vẹn đó nó bây giờ nó không phải tròn vẹn chỉ ở nơi cái bước đi của mình thôi, mà tròn vẹn với cả thân mình, và không phải chỉ cả thân mình thôi, mà tròn vẹn với cả mình, với là bước chân trên đất, mình với cảnh chung quanh, đại khái như vậy. Hoặc là thầy đang ngồi nói chuyện với mọi người thì không thể nào là mình chỉ có một mình thôi, mà vừa nói là vừa biết mình mà vừa phải nói với người khác nữa, thì cái sự tròn vẹn đó nó cũng còn là tròn vẹn ở bên trong nữa, mà nó tròn vẹn cả cái thực tại này. Thì khi mà đã hai cái bước này đó mà mình làm được nhung nhuyễn á, thì nó sẽ bắt đầu chạm tới những cái đức tính của cái tâm mà mình gọi là cái thường hay nói là cái từ tánh thanh tịnh. Chạm phải một cái từ tánh thanh tịnh, mà cái này Đức Phật ngài gọi là cái vipassara citta, tức là cái tâm trong sáng, cái tâm đó hoàn toàn trong sáng thanh tịnh. Thì lúc đầu á thì mình chỉ là trở về thực tại thôi, nhưng mà khi mình trở về thực tại không bị chi phối gì nữa cả, và mình tròn vẹn được với thực tại đó, thì nó sẽ chạm phải cái từ tánh thanh tịnh của mọi người. Thì lúc đó cái tâm nó sẽ từ chiếu, nó sẽ từ sáng suốt. Cho nên bây giờ này có ba cái từ mới là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Tức là mình chạm phải cái tâm sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Mà cái tâm sáng suốt, định tĩnh, trong lành nó sẵn có, nó tự động. Cái tâm trong sáng ở đây đừng có hiểu theo nghĩa là nó phải chói ra như thế nào đó, không phải vậy. Mà trong sáng ở đây đó, là nó hoàn toàn bật dứt những cái che lấp, tất cả những cái che lấp nó không còn che lấp nữa. Cho nên lúc đó cái tâm á, là nó
nhìn nghe hoàn toàn tự nhiên mà và rất sáng suốt định tĩnh trong lành. Và khi cái tâm mình là sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì đối tượng càng rộng nữa, đối tượng là tất cả, đối tượng không còn là ở nơi cái mà mình cái hành động như thử là mình cầm cái ly rồi mình đưa lên uống là mình chỉ thấy cái đó thôi, không phải vậy nữa. Nhưng mà khi mình cần cái ly để mình uống thì cái thần đồng chú tâm quan sát nó cũng sẽ từ ứng ra lại. Hay là khi mình bước chân trên một cái chỗ mà mình trượt một cái thì tự nhiên là mình sẽ cái thần đồng chú tâm quan sát nó sẽ từ đến để điều chỉnh lại cái bước chân của mình. Và nó lúc đó nó tự động. Và khi cái tâm của mình mà nó phóng ra bên ngoài, bị cái gì phóng ra bên ngoài cả, là tự động nó trở về liền. Đó là cái bước thứ ba. Thực ra ba cái bước này đó cũng là một thôi, nhưng mà cái cách thể hiện của những giai đoạn đó. Cái giai đoạn đầu thì thần trọng chú tâm quan sát, giai đoạn sau thì nó là trở về trọn vẹn trong sáng. Giai đoạn cái mức độ mà cái tâm mình mở rộng và nó trong sáng, trở về cái trong sáng đó, thì lúc đó nó sẽ là sáng suốt định tĩnh trong lành. Quý vị nhớ dùng sáng suốt định tĩnh trong lành. Khi sáng suốt định tĩnh trong lành đó, có thể vẫn cứ nhìn hoa, vẫn có thể là nói chuyện, vẫn có thể ăn uống thấy ngon, nhưng mà tâm vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành. Bởi vì khi mà mình tu, đôi lúc mình tu mình hơi chấp vào một cái tướng nào đó, cho nên mình cố gắng mình giữ cái tâm mình cho nó phải thế này phải thế kia, chứ nó tự nhiên có sao hết trơn. Nhưng mà tất cả những cái đó nó đều nằm trong một cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành hết. Thì ba cái mức độ này á, mình sẽ ứng ra ba cái trường hợp, ba đây là ba mức độ của cái tâm thôi. Đó là khi mình phải làm một việc gì đó mà cần chú tâm vào việc đó thì nó sẽ tự ứng cái thần trọng chú tâm quan sát, phải không? Đúng không? Mà cái đó ai cũng có chứ không phải cái đó là thầy đưa ra mỗi người đều sẵn có rồi. Bây giờ tự ứng ra mà sử dụng cái thần trọng chú tâm quan sát đó, lúc đầu thì nó có thể là nó hơi mất tự nhiên một chút, nhưng mà rồi sau đó, đến lúc nó tự nhiên lại rồi đó, thì mới biết rằng là cái thần trọng chú tâm quan sát này là bản chất của cái tâm, chứ không phải là cố gắng của bạn ngã. Và khi mình thần trọng chú tâm quan sát nó bị một cái gì chi phối làm cho mình rơi vào quá khứ tương lai gì đó chẳng hạn như vậy, thí dụ như mình thấy một cái người mà mình giận thì tự nhiên quá khứ nó hiện về đó. Rồi khi mà quá khứ hiện về thì tự nhiên mình sẽ lo lắng không biết tương lai sẽ ra sao, cho nên cái bên ngoài, cái quá khứ, cái tương lai lại xen vào chi phối. Và như vậy làm ngay lúc đó là mình đánh mất cái thực tại hiện tiền, cho nên lúc đó là trở về tròn vẹn lại với cái thực tại. Thực tại đó là gì? Mình đang đi thì mình tròn vẹn lại cái đi, mình đang làm cái gì đó thì mình trở về tròn vẹn với cái đó, đơn giản vậy đó. Đó là cái mức thứ hai, mà hay là tình huống thứ hai. Còn tình huống thứ ba là giả sử như bây giờ mình ngồi trên xe, giả sử ngồi trên xe điện để đi tới chỗ nào đó, thì bây giờ mình giao phó cho xe điện nó chạy tới đâu tới cho mình, mình đâu lo lắng chi cho mình, phải không? Thì lúc đó tâm mình ngồi với một cái tâm là sáng suốt định tĩnh trong lành là được rồi. Có thể nhìn cảm nhận xe đang chạy, hay là có thể thấy cảnh bên ngoài đi qua, hoặc là thấy qua hầm thì thấy nó tối lại, thì cái tâm mình trải qua tất cả những cái đó, tâm mình vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành là được, bởi vì mình đâu có cần làm gì đó, phải không? Nhưng mà lúc đó khát nước, cần phải tìm cái bình thủy mình đem nước theo nằm đâu thì lúc đó mình phải là thành trọng chú tâm quan sát lại để coi thử là cái ba lô mình nằm ở chỗ nào, rồi cái bình thủy nằm ở chỗ nào, rồi khi mình mở ra thì xe đang chạy thì mình phải cần cẩn thận mở ra làm sao, bỏ lên miệng sao mà để cho nó khỏi văng nước lên, thì phải thành trọng chú tâm quan sát, phải không?
hoặc là mình đang đi về thấy cái cảnh gì đó cái tự nhiên mình quên mình quá, bị cái cảnh đó nó chi phối mình, nó quên mình mất, thì mình trở về trọn vẹn trong sáng lại. Và khi mình đã trở về trọn vẹn trong sáng lại là được rồi, mà lúc đó mình chỉ ngồi trên 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 tàu điện thôi chứ chẳng có làm gì cả, thì lúc đó chỉ cần là trở về với cái tâm mà sáng suốt định tĩnh trong lành là được. Nếu mà mình làm được ba cái giai đoạn này thôi, chỉ ba cái này thôi á, thì mình đã thấy rất là thoải mái trong đời sống rồi. Lúc nào mình cũng cảm thấy mình tự do, ung dung tự tại, gặp chuyện gì thì mình cứ thần đồng chú tâm quan sát mà làm vậy thôi. Đó. Còn còn cái tâm mà nó có chạy đi đâu thì mình trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại. Còn nếu giả sử như bây giờ mỗi buổi sáng hoặc là mỗi buổi chiều đó thì mấy thầy trò đi đi bộ, đi bước vào công viên đi đâu đó thì cứ đi bộ chơi đi bộ vậy thôi. À, thì khi đi bộ đó đó, thực ra khi qua đường thì thần trọng chú tâm quan sát này ha. Hoặc là khi mình đang đi mà mình lơ lên cái tâm mình quá khứ tương lai gì nó xen vào đó thì mình trở về lại đó mình đang đi vậy thôi. À, và khi mình đang đi một cách rất là bình thường thoải mái không có vấn đề gì cả thì lúc đó tâm mình chỉ cần sáng suốt định tĩnh trong lành là được rồi. Ai cũng có khả năng thần trọng chú tâm quan sát cả, nhưng mà chỉ vì là bị quá khứ tương lai và bên ngoài chi phối mà thôi. Khi mà mình đã bị dính mắc một chuyện gì rồi đó thì không thể nào mà thần trọng chú tâm quan sát được. Thực ra trọn vẹn là ai cũng trọn vẹn được cả, cái trọn vẹn là cái khả năng tự nhiên của mỗi người, chứ không phải là mình phải rèn luyện để trọn vẹn. Nhưng mà chẳng qua là mình bị chi phối bởi cái gì đó, cái bên ngoài hay là cái quá khứ hay là cái tương lai. Cho nên nó là cái việc mà cứu mình đó, đầu tiên là phải thần đồng chú tâm quan sát lại tất cả mọi cái hoạt động của mình, chứ không phải là ngồi mà cầu nguyện. Không phải là ngồi cầu nguyện hay làm bất kỳ cái gì hết đó. Thí dụ như bây giờ, nhưng bây giờ mình nói bên đại thừa mình có ba tông phái thiền, tịnh và mật. Thì thiền đúng nghĩa đó, tức là trở về trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật mà, tức là trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình để thấy ra cái tâm mà sáng suốt định tịnh trong lành đó. Thì đó là thiền là đúng rồi. Còn tịnh tịnh là gì? Bởi vì người không thể trở về mà trọn vẹn trong sáng mình được đó, cho nên phải tạm thời là sử dụng một cái biện pháp là niệm Phật niệm Phật niệm Phật để cho tâm nó tịnh tịnh lại cái đã. Hoặc là lúc đó mình đọc một câu chú, đọc một câu chú là để cho cái tâm mình tịnh lại đã. Nói chung á là cũng để cho cái tâm tịnh lại cái đã. Nhưng mà nếu là cái cách trực trực tiếp nhất á, thì là Đức Phật Ngài vẫn có dạy niệm Phật, Phật vẫn có dạy tất cả mọi thứ, nhưng mà cái đó là pháp đối trị. Cái pháp đối trị đó thì mình sử dụng như thế này: nếu như tâm mình không yên thì đầu tiên mình có thể, nếu người theo theo niệm niệm Phật thì niệm Phật, người theo niệm chú thì cứ niệm chú, nói chung là vậy, thì cứ ai ai làm gì thì cứ làm. Nhưng mà phải nhớ rằng là cái mà mình, cái đấy là một phương tiện, người ta gọi là phương tiện thiền xảo, tức là mình sử dụng cái phương tiện thiền xảo này để cho đầu tiên là tâm tâm mình nó yên lại cái đã. Khi tâm yên lại rồi đó thì phải thấy ra được cái tâm là thanh tịnh, tức là bởi vì cái mục đích của niệm chú hay là niệm Phật đó, là để tâm thanh tịnh trong sáng. Ví dụ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái A Di Đà Phật đó, chính là trong sáng. Còn tịnh độ tức là tâm thanh tịnh, cho nên nó nói là từ tánh di đà duy tâm tịnh độ, từ tánh di đà duy tâm tịnh độ, tức là cái tánh của mình vốn là nó là thanh tịnh trong sáng, cho nên nó là tịnh độ và sáng suốt. Vô lượng quang là hoàn toàn sáng suốt.
cái tự tánh của mình nó là hoàn toàn thanh tịnh và hoàn toàn sáng suốt. Cho nên khi mình niệm chính là để mình trở về với sự thanh tịnh sáng suốt đó. Tức là khi mà mình trở về được cái sáng suốt định tịnh trong lành. Như vậy á, thì nếu mà mình bị cột vào cái niệm đó thì coi chừng mình lại không thấy ra cái sáng suốt định tịnh trong lành. Có phải không? Tức là cái đó là cái phương tiện, nhưng mà bây giờ nếu mình cột mình vào cái phương tiện đó thì mình lại không thấy ra cái sáng suốt định tịnh trong lành của mình. Cho nên á, mình niệm mà khi mình thấy được thanh tịnh sáng suốt định tịnh trong lành rồi ấy, thì lúc đó mình chỉ thấy là tâm mình đang sáng suốt định tịnh trong lành thôi. Có thể ngưng niệm lại, ngưng niệm lại, bởi vì cái niệm đó để đưa mình về sáng suốt định tịnh trong lành. Thì bây giờ ngưng niệm lại để cảm nhận cái sự sáng suốt định tịnh trong lành đó thôi. Thì cái điều này đó nó sẽ giúp cho mình là dàn trải trong tất cả mọi việc của mình làm. Đại khái là như vậy. Bây giờ mình làm việc gì mình cũng thận trọng chú tâm quan sát, cái là cái trở về tròn vẹn trong sáng đó, thì mình vẫn là đạt được cái mà sáng suốt định tịnh trong lành. Bên kia niệm Phật niệm chú cũng là đạt được cái sáng suốt định tịnh trong lành. Thành ra thực ra là nó cùng một mục đích như nhau. Rồi. Nhưng mà bởi vì á, thần trọng chú tâm quan sát nó trực tiếp với những cái hoạt động của mình hơn. Mình lái xe, mình nấu ăn, mình làm tất kia, nó trực tiếp hơn. Cho nên á, nếu niệm Phật hay niệm chú thì mình vẫn giữ cái phương tiện đó để giúp cho đưa cái tâm mình trở về với sự sáng suốt định tĩnh trong lành. Xong rồi đó thì phải lấy cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó để mà hoạt động. Và khi mình hoạt động đó, thì vẫn phải thần trọng chú tâm quan sát, vẫn phải trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại. Tức là mình có thể là người ta gọi là thiền tình song tu rồi đấy. Tức là có thể kết hợp thiền và tình lại, hay là thiền với mật lại, bằng cách là mình sử dụng phương tiện. Nhưng mà khi sáng suốt định tịnh trong lành rồi đó, thì phải lấy cái sáng suốt định tịnh trong lành đó mà sống trong tất cả mọi hoạt động của mình. Bây giờ đừng có đợi đến cái việc khi mà cái chuyện nó xảy ra rồi khi đó mình mới giải quyết, bởi vì lúc đó có thể giải quyết không được. Mà bây giờ đó, đơn giản là làm những việc nhỏ nhặt nhất, làm bất kỳ cái việc nhỏ nhặt gì cũng đều thần trọng chú tâm quan sát cả. Thì trong một thời gian ngắn thôi đó, là nó có một sự chuyển đổi rất lớn. Bởi vì trước mắt á, là những công việc trong nhà, đừng nói chuyện gì, những công việc trong nhà là bây giờ mình làm rất là tốt, mà làm với một động thái rất khỏe. Tại vì hồi xưa làm cái này cho xong rồi để làm cái kia, làm cái kia để xong rồi làm cái nọ, tức là luôn luôn bị đẩy và kéo. Thì bây giờ luôn luôn là làm một việc rất là ổn định, mà làm ổn định mà mình tròn vẹn thì cái việc làm nó sẽ nhanh hơn. Thay vì lúc hồi trước lau nhà mà vừa lau vừa nghĩ chuyện này chuyện kia thì nó lâu mà nó không sạch. Bây giờ mình tròn vẹn mình lau thì nó sẽ sạch hơn. Nhưng khi mình hoàn toàn tròn vẹn thì nó có một hiệu ứng rất là, đó là mình cảm nhận hoàn toàn một sự yên ổn, hạnh phúc. Ngay trong việc làm mình đơn giản là như lau nhà hay là chứ không phải là chuyện gì lớn. Nhưng mà tại vì mình lau nhà với tâm sân. Thực ra nếu mà mình lau nhà với một cái sự với tâm mà tròn vẹn á, thì cái sự an lạc nó nằm ở đó. Cái chữ an lạc á, nó có nghĩa là vậy đó. An tức là hoàn toàn yên ổn tròn vẹn. Và khi mình hoàn toàn yên ổn tròn vẹn trong đó thì nó sẽ có lạc.